không cần biết là gián điệp hay là sứ thần. Một khi hắn đã dám tấn công thái tử thì không còn lý do gì để cho hắn đứng yên ở đây được nữa. Tại sao không tử hình ngay tại chỗ? Xin bệ hạ hãy thứ tội. Nếu ngài xử anh ta tội chết, dân chúng Kapilavatthu sẽ khó tránh được rủi ro. Nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như giết sứ thần của một nước khác, ắt hẳn sẽ dẫn đến chiến tranh. Điều đó là không nên xảy ra chút nào hết. Bất luận là lý do nào, chiến tranh chỉ khiến cho sinh linh lầm than và dân chúng đau khổ thôi. Ngươi đã được tự do. Nam mô A Di Đà Phật.